Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Alphard Computer. Và ngày hôm nay thì khi mà tôi đã giới thiệu cho các bạn những bộ cây 250 triệu sử dụng rất nhiều những cái card đồ họa mạnh như là GTX 1080 Ti hay là cái card Titan V mà sử dụng cho bộ cây 1 tỷ mà chúng tôi sắp giới thiệu cho các bạn, thì nhiều bạn comment rằng những cái bộ cây này là để đào Bitcoin. Và thực sự thì không phải như thế. Các bạn ở đây đang bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm là bộ cây đào Bitcoin và bộ cây dành cho máy học. Vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ giúp các bạn phân biệt thế nào là bộ cây dành cho máy học và bộ cây dành cho máy đào. Chúng ta hãy cùng vào video này thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ giải thích về khái niệm quen thuộc, đó chính là Bitcoin. Đây là tên một loại đồng tiền ảo mạnh nhất hiện nay. Còn thực ra thì người ta còn gọi các hệ thống cày tiền ảo là mining. Trong đó thì có các loại tiền ảo khác như là Bitcoin, ETH, ETC và Z, vân vân. Trong số đó thì như đã nói, Bitcoin là đơn vị tiền ảo có giá trị lớn nhất và nhiều người cày nhất. Tất cả những người chơi tiền ảo đầu tiên ở Việt Nam cũng như trên thế giới đều bắt đầu với đơn vị này. Vậy nên người ta gọi giải pháp đào tiền ảo không phải là mining mà là Bitcoin. Vậy mining là gì? Mining thì có nghĩa đơn giản là đào. Bạn có thể hiểu đơn giản giống như là bạn đang đào vàng vậy. Vàng thì hiếm mà núi thì to, một người đào ngọn núi thì mãi không thấy vàng. Nhưng nhiều người hợp chung lại đào sẽ nhanh hơn, tỷ lệ được vàng sẽ cao hơn. Mining hay Bitcoin theo cách gọi cũ sẽ là sử dụng nhiều bộ máy có sức mạnh lớn tập hợp lại để đào và mong sớm đào được một đồng tiền ảo cho mình. Tuy nhiên, mỗi ngọn núi thì có lượng vàng nhất định và vàng khi bị đào nhiều thì sẽ còn càng ít và càng hiếm. Và nếu như càng hiếm thì nó lại càng có giá trị và tiền ảo cũng vậy. Khi có quá nhiều người đào các đồng tiền ảo như Bitcoin thì đương nhiên là giá trị của Bitcoin sẽ cao lên. Thêm nữa là Bitcoin sẽ ngày càng khó đào hơn. Vì vậy nên là người ta sẽ quay sang tìm kiếm các đồng tiền khác có giá trị và những đồng tiền dễ hơn. Ví dụ như song song với Bitcoin thì có nhiều đồng tiền khác cũng lên giá như là ETH, ETC và Z. Đấy là một số khái niệm mà có lẽ nhiều người biết rồi. Và để đào Bitcoin thì chúng ta sẽ có những cái bộ cây mining. Và mining thì sẽ dùng càng nhiều sức mạnh của những chiếc card đồ họa thì càng tốt. CPU thấp thôi như là Xeon hay là Pentium sẽ thoải mái dùng, bởi vì CPU và RAM không liên quan đến tốc độ của mining tìm coin. Tuy nhiên thì Machine Learning sẽ khác. Machine Learning hay còn có cách gọi là Deep Learning hay là AI. Những bộ cây này cần cả CPU, RAM và card đồ họa tương đồng nhau, có sự chênh lệch thấp hơn giữa việc VGA càng nhiều CUDA để xử lý tính toán nhanh hơn. Vậy nên đôi khi những card đồ họa rất cũ như là GTX 780 hay là GTX 980 từng được săn lùng do lượng CUDA lớn so với những phiên bản GTX 1080. Và nay thì Nvidia đã tung ra các phiên bản GTX 1080 Ti cũng như là Titan V để tập trung nhiều hơn CUDA, xử lý tốt hơn cho việc tính toán trí tuệ nhân tạo. Cụ thể là với những cái linh kiện này thì họ có thể làm được rất nhiều việc. Như mình đã nói trong video trước thì bộ máy Machine Learning sẽ có rất nhiều ứng dụng, và mình có thể kể ra một vài ứng dụng như là phát hiện những gian lận trong ngân hàng, dự đoán giá cổ phiếu, giá cả thị trường, hay là ứng dụng dẫn đường ví dụ như là xe tự lái hoặc là tên lửa Tomahawk mà Mỹ vừa bắn vào Syria vừa rồi. Và ngoài ra thì còn rất nhiều ứng dụng khác trong cuộc sống mà chúng ta có thể áp dụng được khi mà công nghệ đã tiên tiến hơn và nó đã hỗ trợ nhiều hơn. Sau rất nhiều thứ mà tôi đã giải thích vừa rồi thì tóm lại, những bộ cây phục vụ việc đào Bitcoin thì chúng ta sẽ chỉ cần card đồ họa mạnh là được, càng nhiều card càng tốt. Còn những bộ cây dành cho Machine Learning, có nghĩa là xử lý AI, chúng ta sẽ cần đồng bộ cả chip, cả RAM và nhất là card đồ họa. Những cái bộ cây mà dùng để đào Bitcoin thì như là tên của nó sẽ để đào Bitcoin hoặc là đào các loại tiền ảo khác. Còn một bộ cây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều ứng dụng khác dành cho trí tuệ nhân tạo cũng như là phân tích dữ liệu. Đó là hai khác biệt lớn nhất giữa bộ cây Machine Learning và bộ cây Mining Bitcoin. Hy vọng là qua video này thì các bạn sẽ có thêm một chút kiến thức và biết thêm về phân biệt giữa hai cái bộ cây này nhá. Lần sau nếu mà mình có đăng một cái video mà giới thiệu bộ cây nhiều card đồ họa, vậy thì các bạn cũng đừng comment là bộ cây này để đào Bitcoin nhá. Video này đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.